Khởi đầu năm 2022, ngành công nghiệp Cần Thơ có những chuyển biến tích cực. Đó là do các doanh nhân, doanh nghiệp thủ phủ miền Tây đã lấy lại niềm tin. Khảo sát tại một số nhà máy nhận thấy, khi thấy hoạt động đầu năm mới khá sôi động, nhưng các đơn vị vẫn siết chặt phòng chống dịch bệnh. Hầu như tất cả các công ty và người lao động đều mong muốn sản xuất gấp 3, gấp 4 lần so với trước để bù đắp lại khoảng thời gian ngưng nghỉ vừa qua. Khởi động năm mới 2022, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An xuất khẩu được 25 container với 825 tấn gạo chất lượng cao sang thị trường Malaysia, Đức và Qatar, trị giá 437.000 đô la Mỹ. Công ty cũng vừa ký hợp đồng xuất 15.000 tấn gạo sang Hàn Quốc và một số nước châu Âu, châu Mỹ trong quý 1 này. Dự kiến tổng sản lượng xuất khẩu cả năm nay của đơn vị sẽ đạt hơn 75.000 tấn gạo, trị giá khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Đây là một tín hiệu vui đầu năm, cho thấy 44 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Cần Thơ vẫn đảm bảo năng lực và uy tín trên thương trường quốc tế. Hiện công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An cũng đã ký hợp đồng với đối tác sản xuất phân bón chuyên dụng để phục vụ cho hàng ngàn hecta đất trồng lúa hữu cơ toàn phần tạo ra gạo organic nhằm khẳng định thương hiệu gạo Cần Thơ. Tôi nghĩ là cái ngành gạo của Việt Nam nó có một cái điểm sáng, tức là một đó là qua nhiều cái năm gần đây là về cái tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó có tái cơ cấu ngành gạo, thì chất lượng gạo của Việt Nam cũng đã có thay đổi. Một cái đặc điểm nữa tức là cái ưu thế của gạo Việt Nam là luôn luôn mới. Việt Nam không có hàng tồn kho, thế cho nên đây là một cái lợi thế của gạo Việt Nam. Cái thứ ba nữa là cái chất lượng gạo Việt Nam hiện nay cũng đã thay đổi. Bây giờ cái sự tin dùng của tất cả các khách hàng trên thế giới, ví dụ đặc biệt là Liên minh châu Âu, hiện nay gạo cũng đã xâm nhập được vào các cái thị trường khó tính. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2022 tăng 4,67% so với tháng trước và tăng 12,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,61%. Các doanh nghiệp đã tăng dần năng suất để phục vụ Tết Nguyên đán, nên một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ. Trong đó, phi lê đông lạnh tăng 32,76%, gạo xay xát tăng 15,11%, bia đóng lon tăng 8,54%. Riêng công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã ký kết nhiều hợp đồng với đối tác nước ngoài và dự kiến tổng doanh thu năm 2022 sẽ trên 4.200 tỷ đồng, đứng đầu ngành dược trong cả nước hiện nay. Đối với xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ của toàn thành phố cũng ước được gần 168 triệu đô la Mỹ, đạt 99,22% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành thủy sản đạt cao nhất với 41 triệu 730 ngàn đô la Mỹ, kế đến là gạo, nông sản và thực phẩm chế biến, hàng may mặc. Đặc biệt, một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như giày da các loại tăng 22,55%, sắt thép tăng 4,13%, phân bón hóa chất tăng 13,33%. Công ty Thép Cần Thơ là cái nơi tạo ra cái sản phẩm chi tiết nhỏ, thì những cái công ty còn lại là phải nhận được cái chi tiết này của Thép Cần Thơ thì họ mới có thể làm ra được một đôi giày, là một cái trọng điểm của tập đoàn. Từng bước với điều kiện dịch bệnh nếu được khống chế và từng bước khắc phục tốt thì công ty sẽ nâng cái định mức số lượng nhân viên làm việc trực tiếp lên 70-80% tùy theo cái tình hình dịch bệnh diễn ra ở tại địa bàn. Đó là chiến lược trong ngắn hạn của công ty năm 2022. Về mặt dài hạn thì công ty vẫn rất là muốn rằng toàn bộ cán bộ công nhân chức công ty được quay lại làm việc một cách đầy đủ để đảm bảo mức độ sản xuất một cách an toàn và dự đích trong năm 2022. Đã có cái phương án phục hồi sản xuất, rồi phương án giao cho Sở Công Thương và trưởng ban quản lý khu công nghiệp, là tất cả chính quyền các quận huyện là các sở ban ngành là tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất và phục hồi sản xuất trong năm 2022 và tất cả các năm tới. Sau Tết, số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Cần Thơ đã khởi động lại sản xuất là 1.034 đơn vị, tương đương 86,53%. Tổng số lao động trở lại công xưởng nhà máy cũng gần 79.000 người. Ngành công thương thành phố đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất như giãn quản, miễn giảm thuế, lãi suất ngân hàng, cung cấp nguồn lao động, hỗ trợ tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho công nhân. Đặc biệt, triển khai quyết liệt đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến chuyên sâu thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, để tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh chóng và an toàn trước dịch bệnh.